Rau rang rất là tốt cho sức khỏe, thuộc dạng thân thảo dây leo. Và mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số tác dụng của rau rang: giúp hanh độc giải nhiệt, giúp chống oxy hóa, phòng ngừa bệnh táo bón, giúp người bệnh béo phì, tốt cho bệnh tiểu đường, hỗ trợ xương khớp hoạt động tốt. Có những lưu ý khi chúng ta sử dụng rau lang: tránh ăn quá nhiều, không ăn khi đói, kết hợp với các thực phẩm khác đa dạng trong thực đơn. Nên ăn rau lang chín để tốt cho nhuận tràng. Viết nghĩa mang tính tham khảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.